Chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thực hiện làm một bài toán kinh tế lượng đơn giản. Nội dung mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gồm có như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Đây là đề bài. Mình sẽ cho ra một bảng số liệu gồm đây là số thứ tự, này là EGPA, là điểm tích lũy trung bình, và IELTS đây là số giờ tự học. Rồi mình sẽ đi viết phương trình hội quy mẫu và nêu ý nghĩa của cái hệ số hội quy này. Và sau đó là viết phương trình hội quy mẫu dựa trên phần mềm eView. Rồi mình xin nói thêm các bạn cái đề bài này có ý nghĩa là gì. Là EGPA đây là chính là điểm trung bình tích lũy, giống như các bạn học có điểm số theo hệ tín chỉ, đó là 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm hay là 4 chấm gì đó, vân vân. Điểm cao nhất là 4 chấm nè. Đây là IELTS, đây là số giờ tự học. Ví dụ như là số giờ tự học là bên này là 5 giờ thì điểm trung bình tích lũy là sẽ là 4 chấm. Số giờ tự học số giờ tự học là 3 giờ thì điểm trung bình tích lũy sẽ là 3 chấm. Ví dụ đó, vân vân, nó là tương tự. Đó chính là ý nghĩa của cái đề bài này mà mình sẽ cần tìm hiểu. Rồi bây giờ mình sẽ viết phương trình hội quy mẫu. Thì các bạn biết thì phương trình như các bạn đã biết thì phương trình hội quy mẫu nó có dạng là y ngũ bằng b ngũ 1 cộng b ngũ 2 nhân xi, hay là y ở đây tức là GPA. Y là GPA này. B1 cộng với B2 hao nhân với lại hao, hao chính là này, nhân với x nè. Các bạn có thể tưởng tượng y chính là GPA, còn x chính là hao, đó là số giờ tự học. Điểm trung bình tích lũy chính là y. Và để tính được và để viết được cái phương trình hội quy mẫu này thì mình sẽ cần tìm hai hệ số là B1 và B2. Như các bạn đã được học thì chắc chắn mình sẽ phải đi tìm hệ số B2 trước. Hệ số B2 sẽ được tính theo công thức. B2 sẽ bằng tổng xi nhân yi trừ cho n nhân x ngang nhân y ngang chia cho tổng xi bình trừ n nhân x ngang bình. Nhưng mà ở trong đề chúng ta chỉ mới có y x, cho nên chúng ta cần phải để tính được x ngang thì ta cần phải có tổng y ngang, thì ta cần phải có tổng y. Đây, x ngang là bằng tổng x chia cho n. X ngang tính chính là giá trị trung bình. X ngang chính là giá trị trung bình. Trung bình tức là nó sẽ bằng tổng của cái giá trị x lại cộng lại sẽ bằng 25. Tổng lại sẽ bằng 25. Chia cho trung bình là chia cho 8. Bởi vì chúng ta có 8 giá trị IELTS, có 8 giá trị IELTS là 8 số giờ tự học. Cho nên chúng ta phải chia cho 8. N đây là chính là số từ theo thứ tự 1 tới 8. 25 chia 8 sẽ ra x ngang. Và kết quả như thế này, và sau đó là phần y ngang sẽ chia ra kết quả như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm được B2. B2 sẽ bằng như lúc nãy mình đã nói rồi, các bạn có thể học thuộc công thức này luôn. B2 này sẽ bằng tổng xi nhân yi, đây chính là tổng xi nhân yi, đây là 81 trừ cho n, n là 8 nhân cho x ngang nhân y ngang. X ngang mình đã tính trên này rồi, đây x ngang là 3,125 và y ngang sẽ là bằng 3, cho nên trên tử này nó sẽ ra kết quả là 81 trừ 8 nhân 3,125 nhân 3. Về phần dưới mẫu là tổng xi bình. Xi bình mình đã tính rồi đây. Xi bình nó sẽ bằng 5 bình phương là 25, 3 bình phương là 9, 4 bình phương là 16, vân vân. Sau đó chúng ta sẽ tổng lại cái cột x bình phương này sẽ ra là 93. Mình sẽ viết ở đây là 93 trừ cho n. N là 8 nhân cho x ngang bình. X ngang bình mình đã tính lúc trên này. X ngang bình là bằng tổng x chia cho n. X ngang cho mình nhầm. X ngang sẽ bằng tổng x chia n bằng 25 chia 8 lần 3,125.
sở hữu trên bình phương 3,125 nên là thành 3,125 bình phương. Vậy các bạn dùng máy tính bấm ra sẽ sắp xỉ là 0,4034. Sau đó các bạn sẽ tính B1. Các bạn cứ tưởng tượng đây là cái phương trình y ngang bằng B2 nhân x ngang cộng B1. Nó giống như cái phương trình y bằng x cộng b đó các bạn. Và khi mình đã có hệ số ex rồi, e tức là B2 đó, thì mình sẽ tìm được b. Chuyển vế qua tương tự như vậy thôi, cái này nó cũng tương tự như vậy. Rồi sau khi đã tìm được B1, B2 rồi, mình sẽ thế vào cái phương trình hàm quy mẫu như mình đã viết lúc đầu. Vậy nó sẽ ra kết quả như thế này. GPA EI bằng B1, B1 mình đã tính ra là 1,7394 cộng với lại B2, B2 mình đã tính ra được là 0,4034 nhân với hai là số giờ tự học. Rồi sau khi đã tính được như vậy rồi, mình sẽ nêu ý nghĩa của cái hệ số hồi quy này. Đây chính là hệ số B1. Hệ số B1 cho biết giá trị trung bình của biến phụ thuộc GPA. GPA chính là điểm trung bình đó, có nghĩa là điểm trung bình GPA nó sẽ bằng 1,7394 khi số giờ tự học bằng 0. Hệ số B2 là nó sẽ cho biết là cái điểm trung bình GPA sẽ thay đổi là tăng 0,4034 đơn vị khi giá trị biến độc lập x, tức là số giờ tự học, tăng lên một đơn vị, cái điều kiện khác không đổi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết phương trình hồi quy mẫu dựa trên phần mềm eView. Đầu tiên các bạn sau khi mở phần mềm eView lên, các bạn vào File, chọn New, chọn Word File. Rồi trong giao diện như thế này, các bạn nhìn sang phần bên trái là như đây. File Struct Type. Ở đây có ba dạng. Có ba dòng. Dòng đầu tiên chính là sử dụng dữ liệu chéo. Dòng thứ hai chính là sử dụng dữ liệu theo ngày tháng, theo thời gian. Ở đây mình sẽ sử dụng dữ liệu chéo. Và ở đây mình sẽ có 8 dữ liệu. Từ 1 đến 8 mình sẽ viết ở đây là 8. Sau đó click vào OK. Tiếp theo mình sẽ vào phần Width, chọn Empty Group. Sau đó mình sẽ copy cái những dữ liệu về GPA về số giờ tự học vào cái bảng này. Mình sẽ ra phần Excel và mình sẽ copy. Rồi mình sẽ dán vào đây. Sau đó mình sẽ đổi tên lại. Đây chính là Y, là điểm trung bình GPA. Và đây chính là X, số giờ tự học. Các bạn chọn Z. Rồi sau khi đã chọn xong, mình sẽ tắt đi. Và để viết phương trình hồi quy mẫu, các bạn hãy bôi đen theo thứ tự cái phương trình. Ví dụ ở đây là phương trình mình về phương trình theo thứ tự là y, xong rồi sẽ tới x này. Bởi vì phương trình mình sẽ cần viết ở bên này là nó có dạng như thế này rồi: y bằng b1 b2 x y, cho nên mình sẽ bôi đen y và tiếp đến là x. Đây mình sẽ đề control, bạn giữ control trên bàn phím, giữ và không thể là click vào chữ y, sau đó click vào x. Các bạn lưu ý là không được click tiếp phần C nhé. Sau khi click xong, các bạn đắp chuột hai cái liên tục vào, nó sẽ xuất hiện giao diện như thế này. Dòng đầu các bạn hãy chọn dòng thứ hai, Open Equation. Rồi các bạn có thể thấy đây là dạng hàm của nó, là y bằng bx
2 B2X cộng B1. Các bạn có thể hiểu theo như vậy. Còn đây là LS, mình đang ước lượng theo đây là lời ước lượng, để ước lượng OLS. Sample là mẫu, mẫu đi từ 1 tới 8. Các bạn có thể, nếu mà các bạn không muốn ước lượng từ 1 tới 8, các bạn có thể sửa lại đây là 4, thì nó sẽ ước lượng từ 1 tới 4 cho các bạn. Nhưng đây mình sẽ ước lượng từ 1 đến 8 và mình sẽ click vào OK. Rồi, đây như các bạn thấy, sau khi ước lượng thì nó sẽ hiển thị giao diện như thế này. X đây chính là hệ số B2, C chính là hệ số B1 mà mình đã tính lúc nãy. Mình sẽ mở lại phần Word lúc nãy để các bạn so sánh. Convex, đây là hệ số này, B2 0,40B4, 0,40B4, và C chính là hệ số B1, 1,7B94, 1,7B94. Rồi, ở đây phần đây chính là biến phụ thuộc là Y. Đây là kiểu ước lượng, là ước lượng OLS, và đây là thời gian ngày thực hiện, thời gian thực hiện, đây là mẫu thực hiện chạy từ 1 tới 8, và đây là tổng số mẫu ước lượng là 8. Rồi, OK, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách thực hiện một bài toán kinh tế lượng đơn giản, gồm có viết phương trình hồi quy mẫu, thực hiện những bước cơ bản nó tính tay thông thường để các bạn làm một số bài kiểm tra đó, và nêu phần ý nghĩa của hệ số hồi quy, tức là ý nghĩa của hệ số B1 và B2, và viết phương trình hồi quy mẫu dựa trên phần mềm Rồi, review. OK. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách làm một bài toán đơn giản về kinh tế lượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.